À, trong đấy ơi, toàn xoài cắm tăm nè, nhìn nè, đây là xoài bổ ra nhá, bắt đầu bổ tiếp tục quả nữa nhá, không mọi người nhìn nhá, đừng ai mua xoài nhá, phải nhìn đấy, bắt đầu nhá, quả nhìn này, nó ngon này, toàn tăm nhá, tăm này, nhìn tăm này, đây tăm đây, trơn quá, tăm đây này, nhìn tăm này, tăm nhá, quả đáng quá tăm nhá, mà xoài mua cực kỳ ngon luôn, đấy. Quay tục quả không bị thối đi. Nhìn quả xoài không sao nhá. Bổ ra nhá. Đây. Tâm nhá, nhìn này, tâm cắm này. Cháu tâm chọc vào tay chết bệnh bỏ mẹ. Đấy. Này, tâm nó kẹp bên này nhá. Đây. Kinh quá, chọc vào tay đi cô ơi. Ui giời, bấy, bà Tâm ra ngoài rồi. Tâm bà tôi mất rồi. Nó bắn ra ngoài rồi nhá. Này, đây, Tâm đây. Đây. Lấy lưỡi đi. Hết rồi, nhìn nào. Còn mấy quả nữa mà. Tẩm hết rồi đây. Này, Tâm nhá. Tẩm thuốc nhá. Này, Tâm nhá. Đấy. Không bị hỏng không gì nhá. Không hỏng không gì nhá. Mang vẫn đẹp nhá. Mọi người đừng mua. Đừng ai mua nhá, nhìn đây này. À, hạt nhá. Đãi nhá. Bây giờ tiếp tục nhá. Bổ nhá. Nhìn từng này xoài nhá. Đây. Chẳng có quả nào bị hỏng nhá. Cháo quả nào hỏng nhá. Ngon nhá. Quả nào cắm tăm. Nó chung ghê lắm. Đừng có mua nhá. Chờ bổ tiếp. Tăm là tẩm sinh động. Huy ơi. Này, tăm nhá. Quả đã có tăm nhá. Này, cắm tăm nhá. Nhìn thấy chưa? Hạ tăm này. Đấy, kinh không? Cái này bố ai dám ăn? Nè, đây nhá. Bên trong hạt và trắng nhá. Trâm ơi, xuống đây mà xem. Này, Trâm ơi. Cả nhà xem đây. Trâm ơi. Xoài ngon nhá. Xuống đây xem này này. Nè. Thôi đi, rút ra chọc vào tay, xước tay để anh toi à. Đừng mua to tay với đi. Tâm cầm thuốc á. Tâm cầm thuốc là nào có tâm. Nào có tâm cả rồi. Nè, đây. Quảng cáo. Đấy, đấy, mà quả xoài ngon như thế. Đây là cái gì chị? Tăm tẩm thuốc đấy. Để xem quả này có nhá, xanh như này nhá. Xanh còn có này. Xanh. Nhá. Đấy, xanh nó có quả xanh nhá. Kỳ nhá tốt nhất là đừng thò tay vào nhá. Nó chọc vào tay thì nó oan ra đấy. Bổ lốt hai quả xanh này nhá. Xanh hơn nhá. Để đéo nào, đéo nó ăn nữa đâu. Tốt nhất là không ăn dám dây vậy nữa. Đấy, tăm kìa. Không, quả này không có. À, quả này có đây. Quả nào cũng có. Đây, tôi thông cảm tí nhá. Tôi bẻ sợi nhất là chọc vào tay cho người đã biết là cái gì cả. Vãi hàng, nè, tăm này, cắm này. Nhìn thấy chưa? Vãi hàng không? Tăm này. Đây. Vãi hàng chưa? Đấy. Quả đéo nào cũng có. Làm ăn như là giết dân. Đây. Mà xoài như này mà đã thối núm rồi. Đấy. Này tâm này. Quả đã có tâm luôn nhá. Giải kết cho mọi người nhìn nhá. May mà tôi ăn nó vẫn chưa được đi bệnh viện đấy. Ăn chưa? Đớp rồi. Đây tâm này này. Rồi gãy ra đây nè. Đấy. Này nó sâu sâu từ đây xuống. Nó sâu. Bao giờ cứ cái đầu này này. Bác người khéo là vào tay đi nhá. Cắt cái đầu đi để biết là nó xiên từ đầu xuống. Thì bổ đây từ đây, tôi bổ đây rồi còn gì nữa, còn xiên cái gì nữa. Phải xiên từ cuống vào. Đây. Anh cắt là nó đứt đôi ta hết. Không phải ác rồi. Nó không phải ác đâu, nó ác vừa vừa thôi. Mình là thằng bán nó ác lắm. Đây, tam này được cắt nó đứt luôn nè. Đấy. Đây nha, quả này là quả cuối cùng nha. Tốt nhất là bây giờ là không ăn đi ăn xoài nữa, cho xoài này ế đi. Mình chỉ muốn mua đâu. Bây giờ dân cũng phải thông cảm, dân bán như này thì bố ai tham ăn. Bố ta đĩa xoài ngon thôi. Đây nha. Tâm rồi. Tâm đây nè. Nè. Vãi hàng luôn. Nhìn mẹ. Đấy. Nhà mà tôi chẳng, tâm thôi. Chẳng, à. Chẳng có quả là thối nhá. Nè. Mà không mất quả là thối luôn. Nè. Cắm này. Cắm này. Nè. Cái này bật cửa ra ngoài đây ra đây nhá. Trông ngon lắm nà này thì ai. Nè. Trông này bố ai dám ăn. Nè. Thôi. Nè. Đĩa xoài ngon nè. Bố đâu. Rồi nhá. Chào mọi người nhá. Tắt đây. Mọi người cảnh giác đừng ăn xoài nhá. Cảnh giác đừng ăn xoài nhá. Xoài là